mày không? Ủa, con này bự, thiệt. Tám chào các bạn nha. Hôm nay thì Tám lại tiếp tục về ở đây là Tân Tiến các bạn. Cái điểm hôm vừa rồi mình câu là ở Tân Thành, cái điểm này ở Tân Tiến. Hôm nay thì Tám về Tân Tiến tiếp tục câu cá rô biển các bạn ơi. Cá rô biển, cá rô đồng. Cá rô bồng đồng ở đây rất là ngon các bạn. Thì hổm rày thì cũng khá lâu rồi, cũng cỡ khoảng 2 tuần Tám chưa có đi câu được, cho nên cũng chưa có ra clip được. Nó không đi câu thì cũng đúng các bạn, Tám không có thời gian đi xa, cho nên là Tám chỉ đi gần gần ở Sài Gòn thôi, không có cá. Cho nên Tám cũng muốn đăng cho mọi người xem, mà tại vì không có cá cho nên cũng không có lấy đâu mà đăng. Mọi người cũng thông cảm cho Tám nha, cũng cố gắng tạo cái clip cho mọi người xem giải trí mà tại vì không có cá. Hôm nay Tám tới khu Tân Tiến tiếp tục các bạn ơi. Lễ vừa rồi thì cũng không có đi được, qua lễ Tám cũng thu xếp làm một chuyến. Rồi thì mọi người cùng đón xem nha. Cái gì vậy? Trời ơi, cá rô đồng. Cá rô đồng. Gì ghê vậy, đợi xuống là rút liền hả? Ủa, rùa biển. Con này nhỏ quá, Tám thả lại các bạn. Cá gì? Ô sợ. Ô cá rô đồng quá đã. Ô, cá rô đồng nhiều quá. Cái người ta cho mày sảy nữa nè. Phá mồi hả mày? Cho mày sảy nữa nè. Tao ngon con cá rô đồng. Quá đã các bạn ơi. Chà, con cá rô đồng. Con nó vàng nè. Quá đã các bạn ơi. Đúng rô đồng luôn, quá đã. Đúng là tiểu tử rồi các bạn ơi. Đúng là tiểu tử rồi. Ủa, đâu có thằng ơi, cá rô đồng. Con cá rô đồng bự cho bá. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi, cá rô đồng này. Đâu rồi? Đã không? Chuyến này cho mày đi cho đã luôn, đi cho đã đi. Con này bự, con này bự, con này cái gì bự à? Ủa, nó rùa biển mà chạy đi đã thiệt. Giỡn hả mày?
cũng ngon các bạn. Nó lại rồi, vừa thả xuống cái nó chạy lại các bạn. Đó, ăn rồi đó, con này trọng mà, con này bự nè, nè thấy không, biết lắm mà. Thấy cái này là trên mặt nước đi kiếm ăn, cái thầy vừa thả xuống cái nó chạy lại liền các bạn. Ngon không nè, biển cỡ này là quá ngon rồi. Giờ ăn chiều kiếm cỡ hơn 20 con cứ này là thôi vô địch rồi các bạn ơi. Còn không? Còn nữa các bạn ơi, còn nữa. Bự không? Con này bự không đây? Con này không biết bự không mà ăn kỳ vậy. Còn không? Còn nè. Nè, đó, thấy chưa? Nó ăn nó vô trong, nó găm vô trong bờ nó nằm. Quá đã các bạn ơi. Còn con nào nữa không? Ăn lại các bạn. Con này nhỏ. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Trời ơi, đâu có nhỏ đâu. Tưởng nó có nhỏ. Quá tê, quá tê. Quá tê các bạn ơi. Nè. Đẹp nha, ú cha. Cá đẹp quá các bạn ơi. Cá xinh đương. Đã không? Cái gì kỳ vậy? Không lẽ rô đồng. Rồi rô đồng rồi các bạn ơi. Cá gì? Rùa biển thôi, rùa biển mà ăn kỳ vậy. Nhỏ rồi các bạn. Phải mày không? Ăn nè các bạn ơi. Phải mày không? Con này bự, con này bự thiệt luôn nha. Trời ơi. Tao từng thấy nó nhúng tưởng nó cá con. Trời ơi. Con cá rùa biển nè các bạn coi nè. Đẹp quá, để cho tấm làm hình nền nha các bạn. Trời ơi. Quá tê, quá tê, quá tê. Ôi trời. Tiếc quá, tiếc quá tiếc. Các bạn coi nè. Trời ơi. Tức lùm già ngon quá mà không lẽ không có cá. Rồi ngồi nhấp nhấp câu 10 phút có đó. Biển mà cỡ đó câu một ngày 10 con là đủ vốn rồi các bạn. Ô. Đang ngồi thắc mắc đó. Lùm trà ngon cỡ vậy mà tại sao mà nó không có. Nó vô nó ăn lâm nhâm tưởng nó cá con chứ nãy vừa cái lỗ này hết có được con cá con, cá nhỏ các bạn. Tưởng cá nhỏ nữa chứ. Trời ơi quá đã. Ô trời. Cá này cá rùa biển cỡ này nha. Vậy các bạn làm cái món gì cũng ngon hết. Chiên muối sư cũng ngon. Chân tương cũng ngon. Còn các bạn ơi, phải mày không?
Còn các bạn. Con nè, cha chúng bày cá bự rồi các bạn ơi. Chết cha chưa? Có đồ biển quá đã các bạn ơi. Cá rô biển, cá rô đồng đây là dành em đây. Ôi, con cá rô đồng. Ôi, các bạn coi con cá rô đồng nè. Nó nu mà nó tròn quay. Đúng cá rô đồng các bạn thấy nè. Dần nữa nè. Ôi, quá đã các bạn ơi. Cái lỗ này quá đã. Quá đã các bạn ơi. Mình tưởng đâu con cá rô biển cho ai ngờ con cá rô đồng nó mập. Tròn quay dần ươm. Không dám, mai là không dám ăn nữa các bạn ơi. Không dám xả chứng kiến mà cá con nó bu lại. Này mà xả chứng kiến cá con nó lại cho mình thấy. Cái gì kỳ vậy? Tại vì nào cá nhỏ là cá nhỏ mà mày cá lớn là cá lớn không à. Lót nữa nè, trời ơi. Phục rồi. Ăn luôn nè, đó. Lớn hay nhỏ? Quá đã. Được thôi, không lớn lắm, cũng không nhỏ. Quá đã các bạn ơi. Không lớn lắm mà cũng không nhỏ nha. Chúng bày nó một cái là giật sướng lắm, rô biển mà chúng bày nó y như thất lát các bạn. Đi y như thất lát mà nó câu nó cũng như thất lát. Ngậm rồi các bạn ơi. Ngậm rồi nè, nổ nữa nè. Chết cha, đừng nó xảy nha. Dướng. Chết cha, hút thuốc đằng kia. Chết cha. Dòng lại. Cũng bự ghê. Đây nè các bạn, nói nè các bạn. Bây giờ đang chờ cho nó trả, cho nó dãy, cho nó trả ngược với lại. Cũng bự con nhỏ. Chết cha. Sao vậy? Cũng đành phải bỏ sòng thôi các bạn ơi. Cái sòng đang ngon quá trời ngon. Cá đang vô ngon quá mà bắt buộc phải bỏ cái sòng. Tiếc quá. Cái sòng ngon quá ngon. Cá rô biển các bạn biết không? Cá rô biển nó đi bầy. Cá lớn nó theo cá lớn, cá nhỏ theo cá nhỏ. Mà giờ nó dướng chỗ này thì tại con cá này nó cũng ngon quá. Tắm mới tiếc con cá nè. Mới bỏ cái sòng nè. Chứ không thôi là bứt bỏ luôn rồi, giữ cái sòng lại rồi. Nhưng mà con cá ngon quá thôi tắm bỏ cái sòng thôi. Tiếc quá, tiếc cái sòng. Cá ngon ghê. Cái bầy nào cá lớn rồi các bạn. Ăn lại các bạn ơi, tới giờ nó ăn rồi. Cái rô biển tới giờ nó ăn sướng lắm. Nó ăn rồi. Nó lớn rồi, coi nó lớn lắm. Này là trúng bầy nữa các bạn, trúng bầy nó mà gặp cá lớn thì thôi lết luôn các bạn ơi.
ăn ăn các bạn ơi. Giờ là nó ăn cũng yếu lắm các bạn. Dưới kìa. Ăn ăn à. Ăn luôn rồi nè. Ngậm. Úi sợ. Quá đã các bạn ơi. Ngậm luôn. Ăn các bạn ơi. Có nó dễ biết không? Có nó vô cửa liền. Đó. Nó rồi nè. Úi sợ. Quá đã. Đó, nó dễ biết lắm các bạn. Để xuống ngay ổ nó, ngay chỗ nó là nó lại cưa phao liền. Ăn ăn con cây cưa cái đã. Ăn nữa các bạn ơi. Trúng bầy nữa. Vô bầy rồi trời ơi. Kỳ vậy. Ăn quá hả? Cái gì? Cái mặt lẹ vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, xảy rồi. Thấy quỷ. Trời ơi. Cá rô đồng. Cá đồng hay rồi, cho cá rô đồng ngon không? Cá đã các bạn ơi, cá rô đồng không? Tưởng nó rô biển chứ. Cá rô đồng chỗ này thì chút phải dính chín tiếng mới được. Tưởng đang tắm rồi. Đang làm dây. Chút nữa tắm quay cuốn cá rô biển rồi, cá rô biển rồi nó bận bự quá. Tạm thời quýnh cá rô đồng trước đây các bạn. À quýnh nó giấy trước. Chút tám sẽ quýnh ăn đi. Chuyển người rô biển nè. Chảy mình thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời vô bầy rồi các bạn ơi. Gãy cái lưỡi mà tắm tưởng nó là sảy chứ ai ngờ gãy lưỡi luôn rồi. Ủa, ô lại, cái gì? Cái gì? Rùa biển phải không? Cái gì? Cái này mà đúng rùa biển các bạn. Chết ôi, trời ơi, trời ơi. Không liền các bạn ơi. Cái gì đây? Rùa biển nái kìa coi, cho xuống tay kìa. Rổ phao nè, u sập rồi cái rùa đồng. Đồng này nhỏ các bạn. Các bạn ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Rùa biển. Biết lắm mà. Được coi cho không lớn lắm các bạn. Các bạn ơi.
Con này bự nè, quá đã, thằng mèo ghê luôn các bạn. Câu rô biển câu nó cũng giống giống như thắt lát vậy các bạn. Bạn nhất là ở khu những cái chỗ nào á, nó là thường ở chỗ Tám chia sẻ chút xíu kinh nghiệm ha, chỗ nào mà nó ở trên mà dê dê chùm chà che che kín kín, ở dưới nó trống trống á, là thường là nó ở đó rất là nhiều. Cái lỗ này các bạn thấy cái lỗ này nè, ở trên là nguyên cái tàu dừa, ở dưới nó trống á, là thường là nó ở mấy chỗ đó các bạn, chứ mấy chỗ trống lóc thì nó ít có ở lắm. Cái khu này thì nó không có rong, mà nó không có lục bình, không có bèo, không có gì hết. Ăn các bạn ơi. Cá này lớn hay nhỏ gì mà ăn kỳ vậy? Ăn giống cá rô quá các bạn. Ăn kiểu giống cá rô đồng. Cá gì? À, biết lắm mà. Thấy không các bạn? Tám thấy nó ăn tao biết cái rô đồng rồi. Cá rô rô đây là con nào cũng ngon. Câu mà ông trời ông mưa cái hết câu được các bạn ơi. Thôi sẵn đây tắm phe cá với mọi người luôn. Con cá rô đồng mà sướng ghê không? Trời ơi, này chắc ngày mai chắc quýnh rô đồng không các bạn. Cá rô biển nè. Trời ơi. Cá rô biển là bằng tay tắm luôn nè. Đã không? Quá đã. Được mớ cá ngon, cá rô đồng nè các bạn thấy không? Đúng là cái khu này cá rô đồng đã thiệt. Rồi, chắc cũng cỡ khoảng được cỡ khoảng ký hơn rồi các bạn. Mưa quá. Giờ này có cái 5 giờ kém mà mưa quá tắm câu cũng được. Thôi tắm đi ra luôn các bạn. Rồi thì thôi thì tắm tạm kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người xem video của Tám nha. Cũng thông cảm cho Tám hôm dài Tám không có thời gian đi. Rồi, chào tạm biệt.